Văn Quyết đã nhận sai, xin lỗi nhưng liệu có cơ hội giảm án? Án phạt 8 trận dành cho Văn Quyết thực sự nặng, tất nhiên là điều này dựa trên tiền lệ của cầu thủ này khi bị phạt cấm 5 trận do xô đẩy trọng tài hồi năm 2016 để làm tình tiết tăng nặng. Văn Quyết đã nhận sai, đã xin lỗi và câu lạc bộ Hà Nội cũng đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Vậy đâu là cơ hội của Văn Quyết? Cơ hội của Văn Quyết nằm ở khả năng thay đổi của chính cầu thủ này. Văn Quyết là một cầu thủ có phong cách thi đấu rất quyết liệt, không phải tự nhiên mà anh có biệt danh Quyết Rừng. Nhưng nếu theo dõi cuộc sống của cá nhân tiền đạo đang chơi bóng ở Hà Nội FC này thì sẽ biết thuộc về cá tính sân cỏ chứ không phải là đạo đức con người. Đơn giản là nếu một cầu thủ có đạo đức xấu thì khó có thể duy trì khả năng chơi bóng đỉnh cao đến tận tuổi 32 và được tín nhiệm ở đội bóng do Bầu Hiển làm chủ, có thành công lớn nhất lịch sử V-League. Có câu người sao nghiệp vậy, thành tích của Văn Quyết rất đồ sộ, nó không thể thuộc về một ngôi sao xấu xí về nhân cách cho được. Văn Quyết dính phốt liên tục từ SEA Games 2011, anh đã chịu một vết đen dù chẳng có bằng chứng gì. Năm 2016 đến 2018, Văn Quyết liên tục nhận nhiều phê phán khi thi đấu, dù đó chính là giai đoạn mà Văn Quyết được gọi là thủ lĩnh thế hệ mới. Ngoài việc xô ngã trọng tài, anh còn giật trỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú, còn chuyện tranh cãi với trọng tài thì thường xuyên. Hậu quả là Văn Quyết hai lần bị gạt khỏi danh sách bầu chọn của quả bóng vàng. Nhưng cầu thủ này đã biết cách đứng dậy ở nơi mình ngã. Từ 29 đến nay, Văn Quyết được biết đến nhiều hơn với khả năng chơi bóng. Những bàn thắng, các danh hiệu xuất sắc, nó không chỉ đến từ tài năng mà còn ở sự thay đổi về con người. Văn Quyết vẫn giữ phong cách chơi bóng quyết liệt, có thể xem là bản năng của mình. Nhưng anh kiềm chế nhiều hơn, tập trung chơi bóng nhiều hơn. Quyết vẫn vậy, chỉ cố gắng bỏ đi những thứ không tốt, cho đến tình huống đáng tiếc vừa qua, một quá trình thay đổi rất đáng ghi nhận, bởi nói cho cùng, đó mới chính là mục đích chính của các hình phạt. Câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại trong nhiều trường hợp thì sáo rỗng, nhưng với Văn Quyết thì không. Dù có nhiều ý kiến khác biệt, dù có nhiều anti-fan, nhưng những nỗ lực thay đổi của Văn Quyết là không thể phủ nhận. Để đánh giá một cầu thủ, không gì chính xác bằng những gì anh ta thể hiện trên sân cỏ. Ở đó vẫn có một Văn Quyết vừa bị mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng cũng ở đó chúng ta thấy một Văn Quyết xuất sắc về tài năng mà không phải cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam cũng có được trong thời điểm này. Án phạt nặng cho một cầu thủ có hành vi tấn công trọng tài là điều đã được các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đưa ra để thể hiện sự công minh của mình. Nhưng sự gia giảm cho từng trường hợp cụ thể